có vẻ thảnh thơi quá hả? Dạ Hân, chị thật khéo làm trò. Mục đích của chị vào nhà này là để muốn giành anh Bảo chứ gì. Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng tôi thì nhìn rất rõ. Nhã Hân à, đúng là chị có lỗi với em. Chị không nên như vậy với anh Bảo. Nhưng em hãy hiểu cho chị, chị quá yêu anh Bảo nên chị không thể nào ngăn chị được. Em đừng có hiểu lầm chị nha. Hiểu lầm? Tôi không biết là tôi đã hiểu lầm chị ở điểm nào nữa. Tôi hiểu gì chị rõ lắm. Trước mặt tôi không cần phải tỏ vẻ như vậy đâu. Chị đồng ý về đây sống cũng chỉ vì đứa con trong bụng của chị thôi. Không phải chị muốn tranh giành gì với em đâu. Chị mong em hãy mở lòng. Đứa trẻ trong bụng của chị là vô tội. Thôi đi, tôi đã nói rồi, trước mặt tôi đừng có đưa cái bộ mặt giả tạo đó ra nữa. Điều đó chỉ làm tôi căm ghét chị hơn thôi. Tôi đã lầm, rất lầm khi nghĩ chị hối hận. Cuối cùng chị vẫn là một kẻ tham lam, ích kỷ. Không phải đâu Nhã Hân, em đừng có nghĩ chị như vậy. Em tin chị đi Nhã Hân. Chị xin thề, chị xin thề với em à. Nếu lời thề có thể ứng nghiệm, tôi nghĩ là chị đã không còn có thể đứng ở đây nữa đâu. Tôi nói có phải không?